đầu từ tháng 10, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hoạt động khám tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến tại phòng khám số 10 khoa khám bệnh. Hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh này. 18 năm mang trong mình căn bệnh vẩy nến toàn thân, người đàn ông đến từ Long An này đã cố công chạy chữa theo nhiều phương pháp nhưng không thành công. Ông luôn hy vọng một lúc nào đó sẽ giảm bớt được những khó khăn phiền toái mà căn bệnh này mang lại. Sống thì rất khó khăn, bị nó lúc là nó lên, nó con người nó cứng cáp, nó không có cái da nhăn đồ đấy dữ lắm, nó mệt mỏi lắm, nó đà con người dữ lắm. Theo bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, vẩy nến là một bệnh lý viêm da mạn tính phát sinh trên một cơ địa di truyền hoặc bị đột biến gen, xuất phát bởi một số yếu tố như chấn thương tâm lý, chấn thương da, nhiễm khuẩn khu trú, chất kích thích, thức ăn, khí hậu, thời tiết. Bệnh không lây, song có thể gây tổn thương nhiều vị trí trên cơ thể. Một trong những mối nguy hiểm là bệnh có thể gây biến chứng tim mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, tăng lipid máu, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và tinh thần người bệnh. Bị bệnh thì tâm lý lúc nào cũng sẽ cảm thấy ngại khi đứng trước đám đông hay tiếp xúc với người khác. Cho nên nếu mà được tư vấn và chữa trị thì tôi cảm thấy sẽ thoải mái hơn, tự tin hơn. Bác sĩ cũng khuyên là bỏ thuốc, bỏ bia, rượu, rồi mấy chất kích thích, với lại mấy chất mỡ rồi, nên ăn rau củ quả, loại cá rồi có chất đó cho nó đỡ. Do cái bệnh này là một cái bệnh lý mãn tính, việc lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp cần phải có một cái sự thống nhất, trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ để làm sao mà lựa chọn được cái phương pháp tối ưu. Tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm có khoảng từ 11.000 đến 15.000 lượt bệnh nhân vẩy nến đến khám và điều trị. Ngoài việc khám tư vấn chuyên môn, các bác sĩ còn trở thành những chuyên gia tư vấn về tâm lý nhằm giúp bệnh nhân lạc quan, kiên trì với các liệu pháp điều trị. Phải có một cái lối sống hợp lý giữa làm việc, sinh hoạt, tránh những cái stress, những cái căng thẳng nó sẽ không có tốt, nó sẽ làm cho bệnh trầm trọng hơn. Và chúng ta phải biết là cái bệnh này nó theo chúng ta suốt, do đó mà chúng ta cần phải chuẩn bị về mặt tâm lý để mà giảm bớt những cái áp lực của xã hội, của dư luận. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, đây là căn bệnh không thể chữa khỏi, người mắc bệnh phải sống chung với bệnh suốt đời, nhưng có thể hạn chế sự lan rộng của bệnh bằng các biện pháp phòng ngừa và chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp. Ngoài ra, bệnh nhân nên chú ý tái khám thường xuyên, kể cả trong giai đoạn ổn định, nhằm phòng tránh bùng phát bệnh.